Ôi cái con này mày đi ra chỗ khác coi, mày đừng đi theo tao nữa, tránh ra. Trời ơi là trời, cái con quỷ này. Hay, mấy bạn ơi, mấy bạn coi đằng sau lưng của Phong nè, mấy bạn có thấy cái con gì không? Trời ơi trời, xin giới thiệu với các bạn. Hồi sáng nay khi mà Phong đi ra ngoài biển, Phong tính đi tắm biển các bạn ạ, thì Phong mới phát hiện ra có một cái con này nó ở ngoài bãi biển. Xong tự nhiên Phong nó nhìn Phong, nó cứ nhìn Phong chằm chằm thế này nè. Xong đầu Phong đi đâu nó cũng đi theo Phong hết. Đi ra chỗ khác coi mày, đi chỗ khác coi. Trời, cái con này là con gì đây? Con nồng nọc hả? Trời, cái con nồng nọc mập địch này. Mày đi ra chỗ khác coi, đừng có đi theo tao nữa. Ôi trời ơi trời. Mấy bạn ơi, chắc là con nồng nọc này nó thấy rằng là Phong cận TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world, cho nên nó đã mê cái vẻ đẹp trai của mình, cho nên đi theo mình hoài bạn ơi. Trời ơi trời, đúng là con nồng nọc mê trai. Đi ra chỗ khác mày. Ôi, đừng có đi theo tao nữa mà. Ôi, trời ơi trời. Thôi được rồi, nói chung mà nhìn mày cũng dễ thương á, bây giờ mày muốn đi theo tao đúng không? Rồi ok, thôi nói chung là mày muốn đi theo tao cũng được. Nhưng mà trước tiên là tao phải về, tao xin phép Sammy đã. Sammy phải đồng ý cho tao nuôi mày thì tao mới mang mày về nhà được. Ai, cái con nồng nọc này. Ê, nhưng mà nói chung là nhìn nó cũng dễ thương mà mấy bạn ha. Nhìn cái miệng của nó có hình hình trái tim luôn kìa. Ê, nó mới chào mình kìa. Thôi rồi, bây giờ tao quyết định sẽ đặt tên cho mày là nồng nọc béo phì nha. Ok, tạm thời cái tên của mày sẽ là nồng nọc béo phì đi. Ok, rồi bây giờ đi về nhà, tao dẫn mày về nhà, tao nhận nuôi mày. Ok, phải về xin phép Sam đã. Ôi, bà Sam phải làm gì kia ta? Ủa? Ôi, đẹp quá à. Trời ơi, món quà to mà đẹp dữ vậy ta. Không, trời đất ơi, là chả thấy tôi nói nè. Ủa gì? Trời đất ơi, tôi bảo rồi, ông khỏi cần tặng quà cho tôi mà. Tôi biết mà, mấy cái ngày khỏi cần tặng quà, tôi cần gì tặng quà to dữ vậy. Trời ơi, to mà đẹp dữ vậy ta. Ủa? Ôi, ghê quá à. Ủa, khoan, Sam ơi, khoan. Hình như tôi thấy có gì đó hơi sai đây nè. Ủa tôi sai? Tính ra là tôi tặng quà cho Sam hồi nào ta? Ủa, sao tôi không nhớ gì hết ta? Trời đất ơi, ông này giả bộ mở nó giả bộ hoài. Tặng tôi nói đại câu đi, khổ ghê à. Ngài dĩ sợ, cảm ơn nha. Ủa khoan. Nồng nọc ơi, mày có nhớ sáng giờ tao có đi kiếm được cái hộp quà nào không? Hình như tao ra bãi biển tao gặp mày, tao đâu có mang cái hộp quà nào về nhà đâu đúng không? Kỳ vậy ta. À mà khoan, Sam ơi, xin giới thiệu với bà. Ở đây tôi có một con nồng nọc nè, hồi sáng đây tôi mới kiếm được nó ngoài bãi biển á, bà thấy nó dễ thương không? Trời đất ơi, cam nuôi chưa đủ, ông nuôi thêm nồng nọc sao nuôi nổi. Trời đất ơi, cái con nồng nọc này bà yên tâm đi, con nồng nọc này nó dễ thương lắm. Nó chỉ ăn bánh mì thôi à. Có gì á, tôi ăn bánh mì á, đồ ăn sáng của tôi, có gì tôi có bánh mì á thì tôi xé một miếng rồi tôi cho nó ăn. Tại vì con nồng nọc này ăn ít lắm. Bà thấy không? Ui, dễ thương dữ ta. Nó dễ thương mà. Bà nhìn cái tướng của nó là bà biết nó ăn ít rồi, thấy không? Nè, cái tướng của nó mập như con heo, bà biết nó ăn ít rồi đó. À, mập như ông nội. Khổ ghê à. Cái này của ai tặng? Nó tự của ông. Tôi không biết. Cái hộp quà này tôi không biết của ai tặng hết trơn á. Tôi mới về nhà mà sao tôi biết được. Ê mà khoan, có khi nào là quà của fan không Sam? Thôi, fan mà tặng quà xin dữ vậy ta. To thù lùi luôn. Tặng quà to thù lùi luôn. Thì thôi mình mở quà ai Sam? Mở quà vậy thôi ông cho tôi mở nha. Ok bà mở, tôi nhường bà đó. Trời ơi, quà của fan. Ê trời, cái gì vậy trời? Sam, có phải là lần trước gọi là mấy cái con khỉ này nó vô trong ngôi làng của mình, xong cái bà thấy nó, bọn nó dễ thương quá, bà quyết định bà giữ lại đúng không? Trời đất ơi, từ cái vụ video của ông quay lúc trước kìa, tôi sợ mấy con khỉ lắm luôn á trời. Sợ lắm luôn thì sao còn con khỉ nữa. Trời ơi, vậy rốt cuộc ai là người tặng cho mình cái con khỉ này vậy ta? Tự nhiên không tưởng hộp quà bên trong là một chiếc Lamborghini hay là chiếc xe gì đó xịn. Ai dè đâu là con một cái con khỉ. Thôi bà ban đó, bà vứt đi. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Ôi trời đất ơi, lỡ quà fan mà không vứt vô duyên dữ vậy. Mà cái này chưa chắc gì fan tặng đâu. Fan mình biết mình ghét khỉ sao tặng khỉ mình được. Ai tặng vậy ta? Trời trời. Ai, nhưng mà giờ sao giờ? Chẳng lẽ giờ tôi với bà gọi là cứ đứng nhìn nó vậy, bây giờ bọn mình đem nó về rừng thả đi. Từ. Tôi thấy con khỉ này cũng cute mà ta. Dễ thương cute gì mà dễ thương cute. Tôi thấy cái mặt nó thấy ghét cái mồ à. Bà có biết không, tôi đã nuôi con nồng nọc rồi, bây giờ bà nuôi thêm nó nữa ha, rồi nuôi thêm con bé cam nữa, để chắc là tôi bán nhà tôi nuôi mấy con này luôn quá. Trời đất ơi, tôi thấy con khỉ dễ thương mà. Thôi bây giờ con khỉ này nó ăn chuối à, chuối tôi nhiều mà, nhà tôi nhiều chuối mà, cho nó ăn chuối à, ngày ăn quả chuối là được rồi. Trời ơi. Từ bà tôi biết mà, tại ở trước nhà trồng nguyên cây chuối luôn nè. Đấy trời. Đó, thấy chưa? Thôi, tôi không đồng ý nuôi con khỉ này đâu. Bà đem nó giục đi. Ủa gì kỳ vậy? Ông nuôi được nồng nọc, sao tôi không nuôi được khỉ? Vô duyên dữ vậy? Thôi rồi, mệt quá.
bà muốn làm gì bà làm, tôi không quan tâm. Nói chung là bây giờ thú cưng của ai người đó nuôi. Nồng nọc, cùng nhau đi bơi nào. Kệ kệ con cái con khỉ đi. Trời ơi trời, cái con khỉ xấu xí vậy mà cũng đòi nuôi nữa. Trời, tôi không hiểu trời bà luôn. Trời ơi, ông này quá đáng dễ sợ nha. Con khỉ tôi nhìn nào, hai mã hồng cute là đó hay chưa, nó biết chạy nè. À, đi, bây giờ tôi sẽ tự nói câu nha. Khỉ ơi, giờ em đi vòng vòng qua, đi vòng vòng qua, đi vòng tròn qua. Đó, trời đất ơi, ông làm được không? Con làm như tôi được không? Con ngoan dễ sợ chưa? Nồng nọc ơi, mày đi vòng tròn coi. Sao nó không nghe, nó không nghe, không hiểu hả? Đồ con nồng nọc vô dụng. Thôi rồi, mặc kệ bà, tôi không cần biết. Thôi nồng nọc, hai đứa mình đi bơi nào. Đi bơi thôi nồng nọc ơi. Nào chúng ta cùng bơi thôi nào nồng nọc ơi. Trời ơi, cute phô mai que gì đâu luôn các bạn ơi. Các bạn coi con nồng nọc của mình nè. Trời ơi, nó dễ thương gì đâu luôn á trời. Ai, thôi trời ơi trời. Bơi thì sáng giờ anh đói bụng lắm rồi nồng nọc ơi. Thôi hay bây giờ bọn mình về nhà kiếm gì ăn đi nồng nọc. Đi 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 đi. Buồn ngủ muốn chết luôn á. Chắc là bây giờ bọn mình về nhà kiếm ổ bánh mì hay gì đó ăn, ăn chung với nồng nọc xong rồi bọn mình đi ngủ bạn ơi. Chứ từ sáng giờ đi bơi mệt muốn chết luôn rồi. Ok, nồng nọc buồn ngủ chưa? Một tí nữa anh về anh sẽ xây cho em một ngôi nhà thật là to nha nồng nọc. Ok, rồi về nhà thôi. Hello mấy cưng. Ê nồng nọc ơi, có thấy gì không nồng nọc? Bố mày nhòn cái mày đó à. Bố người ta, có quái vật. Vật ơi, ca mũi ơi, cai cai ơi, xỉm ơi, tim mi ơi, có quái vật trong nhà tôi. Cái gì vậy trời? Ủa? Cái gì vậy Phong? Tôi đang ngủ trên nhà mà ông la lối ôm sòm dữ vậy? Cái gì? Trời, xăm xăm xăm. Bà không thấy gì hả? Nhìn kìa, quái vật kìa. Đâu? Nè, cái con khỉ này nè. Trời đất ơi, tưởng gì ông đồ bị điên. Ở đây là con khỉ tôi nuôi sáng nay nè. Trời ơi là trời, sao mà nó to vậy, nó ăn bột nở hay sao mà nó nở ra to vậy? Cái gì ông nói gì tào lao dữ vậy trời ơi, nó ăn quả chuối thôi mà có gì đâu mà ông nói gì ghê vậy? Trời ơi là trời, cái con khỉ này nó ăn chuối có gọi là thuốc tăng trưởng hay gì mà nó to vậy trời. Thôi tôi nói bà nè, nhìn nó nguy hiểm quá à. Bây giờ nó bự gấp hai lần tôi với bà luôn hả? Một tí nữa tôi mà chọc nó giận tôi hay gì xong nó nắm đầu tôi, nó bẻ cổ tôi luôn á, cho nên là không được đâu. Bà đem nó vô rừng bà vứt đi. Trời ơi, ông bị điên hả? Khổ ghê, ăn khỉ này á, ở đây nó còn phụ tôi quét nhà quét cửa, lau nhà lau cửa chứ ai như ông đâu. Cứ nhắc con nồng nặc đi chơi hồi à. Bây giờ có ai phụ tôi, còn ngoài khỉ này nè, phụ tôi dễ sợ em luôn á. Trời ơi, nhìn lúc nó còn ngoan ông đó kìa. Trời ơi trời, cái bà này bà tự nhiên không, bà đi so sánh tôi với một cái con khỉ là sao? Trời ơi trời. Thôi được rồi, tôi chiều bà lần này thôi nha. Tôi chấp nhận nuôi nó, nhưng mà bà nhớ là không cho nó vô trong nhà. Cái gì vậy? Bà đập luôn cái nhà tôi luôn hả sao? Trời ơi, biết sao ông, nó to quá. Bây giờ tôi phải đục cái lỗ ra cho nó chui chứ, hiểu không? Đó, bây giờ nó đi được đâu. Trời ơi là trời, tôi không biết. Bà kêu nó gọi là đi ra ngoài liền cho tôi cái con khỉ này. Trời ơi là trời, khổ ghê luôn á. Mà nuôi con này chắc tốn tiền lắm á Sam ơi, không được đâu. Trời đất ơi, có gì mà tốn tiền, ngày cho ăn cần mấy chục nải, có gì đâu mà tốn tiền. Trời, một ngày cho ăn mấy chục nải chuối, trời ơi, con này là heo chứ không phải là khỉ rồi. Thôi được rồi, bây giờ nha, bà nuôi thì nuôi nha, nhưng mà tôi nói rồi đó, bà nhốt vô trong toilet hay bà tự xây nhà cho nó nha, chứ tôi không có muốn nó ở trong nhà của tôi đâu. Ui, ghê quá, nồng nọc, lên đây con, lên đây. Ôi là trời, mấy bạn coi đó kìa, nó to mà đến nỗi mình đứng trên lầu mình thấy được nó luôn nữa bạn. Trời ơi, rồi bà đập luôn ở trên trần nhà nguyên một cái lỗ to đùng luôn bạn ơi, bà dẫn nó ra ngoài đi. Khổ quá à, biết rồi. Không ngủ đi, khổ tí tôi dẫn. Mệt quá. Ghê muốn chết nè. Thôi nồng nọc ơi, đừng quan tâm đến cái con khỉ gọi là mập địch đó làm gì con. Mặc dù là con cũng mập địch nhưng mà con đáng yêu hơn cái con khỉ đó nhiều. Ok vậy ha. Ôi, chắc anh buồn ngủ quá. Thôi chắc bọn mình đi ngủ rồi. Tí nữa bọn mình đi ăn cá sê nha. Một tí nữa anh dẫn con đi ăn cá sê nha nồng nọc. Ok. Ôi, nơi ngủ ơi. 2000 years later. Trời ơi trời, ngủ đã quá mấy bạn ơi. Trời ơi trời. Ê Sam, tôi đói bụng quá. Bà nấu gì tôi ăn đi, tôi đói bụng quá. Đói bụng hả? Đúng rồi. Mày tôi xem nào. Ông ăn pizza không? À, pizza thôi, ông không ăn pizza đâu. Hôm nay tôi muốn ăn gọi là gì ta, thịt nướng BBQ thôi. Thịt nướng hả? Đúng rồi. Ok. Ông đợi tí nha, để tôi ra chờ tí nha. Ai ok, mệt quá bạn ơi. Anh đứng ở đây từ chiều. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Sam! Sam! Cái gì vậy? Quay lại đây nhanh lên, quay lại đây. Trời ơi. Cái là bà này, cái bà này. Khổ ghê à, nói gì? Trời, bà nhìn ở trên nóc nhà kìa. Ui trời. Ủa? Hello em Khải. Trời đất ơi, vui không? Hello. Trời ơi, vui dễ sợ. Hello cái đầu bà. Trời ơi trời, bà nghĩ sao vậy? Sao tự nhiên ngày sáng này tôi thấy cái con khỉ nó còn hơi bự bự thôi, giờ nó bự bằng ngôi nhà tôi luôn vậy? Trời ơi, tôi thấy nó bự gì đâu, bự bình thường mà. Nó
nó đối với tôi nó vẫn mi nho như ngày nào vậy không? Đó, trời ơi là trời. Trời mấy bạn ơi, mình nghĩ cái con này không phải là con khỉ ấy bạn ơi, mình nghĩ rằng con này là Tinh Tinh rồi. Mấy bạn biết con Tinh Tinh không? Con Tinh Tinh là khi mà nó trưởng thành thì nó sẽ cực kỳ to luôn các bạn ơi. Ồ trời ơi trời, nhiều khi nó là con King Kong luôn các bạn. Đó cái con này là chùm của loài Tinh Tinh luôn rồi đó. Ôi trời, thôi tôi nói bà nghe nè, bây giờ nè, bà giữ nó nuôi trong làng không được đâu. Lỡ đâu nó không nghe lời bà, nó phá phách, nó đập nhà người ta là sao? Bây giờ bà đem vô rừng bà thả đi. Không, nó ngoan lắm, không hiểu không? Nó đứng trên nhà này biết có lợi gì không? Bây giờ nó ví dụ mà có trộm á, đó nó sẽ dọa trộm này không? Nhà mày sẽ không bao giờ bị bắt trộm hiểu không? Nó lợi dễ sợ chứ. Bây giờ tôi nói bà nghe nè, bây giờ nó còn to như bằng ngôi nhà thôi. Ví dụ giờ bà nuôi thêm thời gian nữa nó to luôn bằng cái ga Minh Hao rồi sao? Rồi cái đầu nó chỉ cần đạp xuống cái thôi là bể ngôi nhà. Đó, bà thấy vậy sao được? Với lại ha, tôi nói bà nghe nè, bà nuôi nó đó, rồi lỡ đâu công an người ta đến đây người ta bắt bà vì tội gọi là gì ta, nuôi động vật hoang dã trái phép á. Trời đất ơi, sao nhiều chuyện dữ vậy ta? Đúng rồi. Thôi bây giờ tôi nói bà nghe nè. Làm sao đây? Bà buồn hay là bà khóc hay là gì cũng kệ bà, tôi không biết. Nhưng mà bây giờ á bà, nếu mà bà muốn không muốn bị công an bắt thì bà mang thả đi. Tôi với tôi em khỉ mới mấy ngày thôi, tôi phải chia lìa không chịu đâu. Cái gì mà mấy ngày? Bà mới nuôi nó được có một ngày thôi mà nó đã to như gọi là khủng long như thế này rồi. Bà nuôi nó thêm thời gian nữa nó chắc nó to bằng trái đất luôn quá. Thôi tôi mệt quá. Giờ nè, đem thả nó vô trong rừng đi. Với lại là bây giờ bà nuôi nó, bà giữ nó là nó sống một mình cô đơn, tội nghiệp nó lắm. Cũng đúng ha. Bà thả nó vô trong rừng đi. Nó không có bạn chơi nhỉ. Đúng rồi. Cũng buồn nhỉ. Bà thả nó vô trong rừng, nhiều khi nó có bạn ở trong rừng đúng không? Ồ ha. Ông nói vậy cũng đúng. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Trời ơi trời. Nhưng mà chia tay em khỉ tôi buồn quá à. Công sức tôi nuôi mấy chục này chuối, bây giờ tan tành bay khói. Thôi được rồi. Nếu bà buồn á thì lâu lâu tôi sẽ dẫn bà vô trong rừng để bà thăm nó được chưa. Chứ bây giờ không có nuôi nó ở đây được đâu. Trong rừng còn rộng rãi, nó còn sống được. Chứ sống ở đây nó đạp một phát bể ngôi nhà đó, hiểu không? Ồ ha. Thôi để tôi kêu em khỉ xuống. Em khỉ mi nhon ơi, xuống đây chị biểu nè. Trời ơi, nhon ơi, nó to như thế này mà kêu là khỉ mi nhon. Trời ơi, có chân sập nha. Trời ơi. Con khỉ này, mày đi cho cẩn thận nha. Mày mà đi đứng không đàng hoàng sập nhà của tao, mày chết mày tao mày. Trời ơi. Thôi được rồi, con khỉ kia, đi theo tao. Tao dẫn mày vô rừng, đi nhanh lên. Đáng sợ quá. Thôi được rồi, khỉ con cute for my wear, bé tí đẹo ơi. Không, đúng mày, rồi. Ok rồi. Khỉ con minion ơi, mày về rừng đi. Bây giờ là anh đã thả mày về rừng rồi đó. Từ bây giờ là mày phải sống ở trong rừng nha. Mày không được quay lại cái ngôi làng nghe chưa. Mày mà quay lại cái ngôi làng là coi như là hư sập luôn cái ngôi làng của người ta luôn á. Hiểu không khỉ? Hiểu không? Hình như nó nhảy vậy là hình như nó hiểu rồi hả Sam? Thôi rồi, bây giờ con về lại rừng của con đi. Tạm biệt khỉ. Bye bye em khỉ mà gọi là minion nó gì nha. Trời đất ơi, ăn đầy đủ nha, cẩn thận thiếu chất á. Trời ơi là trời, nó to quá mà nó đi nó đạp muốn vỡ luôn cái quả núi luôn bạn ơi. Ôi trời, hồi nó đi rồi. Trời ơi, yên mình yên tâm rồi bạn ơi. Ôi trời ơi. Sao bà nhìn hoài hả? Bà nhớ lắm hả? Nhớ chứ, em khỉ minion của tôi. Trời ơi là trời. Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy rằng là mình gọi là chọn nồng nọc để nuôi là hợp lý không? Bạn coi nè, con bé nồng nọc của mình nó bé tí tẹo à. Nó không to lên được tí nào hết. Bởi vì là nó là nồng nọc cho nên nó ăn rất là ít đó. Chứ Sammy thì Sammy chọn nuôi nguyên một con Tinh Tinh to đùng. Trời ơi là trời. Nó phải, đó là em khỉ minion, không phải là Tinh Tinh. À ok, em khỉ minion, ok rồi ok. Thì mấy bạn thấy thích bé khỉ hơn hay là thấy thích bé nồng nọc hơn thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Và bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt. Bye bye. Nằm nọc ơi, chào mọi người con. Ồ, nó chào mọi người kìa. Ôi, vậy thương nhờ. Bye bye mọi người nha.